Xin chào tất cả các bạn chào mừng quay trở lại với channel Easy Frontend và mình là Hậu cho video này mình với các bạn sẽ cùng nhau mình tìm hiểu một cái tool nó khá là hay của Chrome ha à, nó có thể visualize lên được cái cái quá trình mà nó render cái page như thế nào từng bước từng bước và nó có show UI như thế nào luôn các bạn ha nó sẽ giúp mình hiểu hơn trong quá trình nó render cái page của mình như thế nào từ đó mình phát hiện ra một số key show nhỏ để mình fix ha rồi ok bây giờ mình Bạc ra thôi. Rồi, thì cái tool mà mình uh, đang nói về uh, đang nói đó, đó chính là nó mang tên là cái cái performance insight của Chrome các bạn ha. Đây nó có những này. Thì nhờ cái này mình mới phát hiện là ok. Um, uh, nó sẽ dễ hơn là thay vì các bạn phải đi đọc code để các bạn hiểu được logic thì các bạn hãy xem ra đây để nó visualize lên được là ok cái quá trình của cái bay của mình nó render nó diễn ra như thế nào thì các bạn thấy đây là mình có một cái giai đoạn đó là before hydration à, cái này là hydration các bạn ha đây before hydration chỗ này là hydration nó có hydration có chút xíu rồi. À, thì cái thời điểm bắt đầu là thời điểm ngay chỗ này ha đây là cái thời điểm là gọi là dom content loaded cái này là first contentful paint và cái này là large contentful paint thì các bạn xem từ quá quá trình từ đầu ha à, ban đầu là chưa có gì ha À, nó gửi request lên sau đó là server sẽ trả về cho mình cái file html mặc định ban đầu thì nó sẽ trả về hiện tại đang render cái node data ha rồi cho đến khi mà nó xảy ra quá trình hydration nó thấy nó cũng không thay đổi gì cả nhưng mà đến sau khi hydration ha à, sau khi hydration các bạn sẽ thấy là bắt đầu là bên client nó render lần đầu tiên thì lúc này xuất hiện cái thằng header à, nó có thêm cái thằng header chỗ này xem lại chút xíu nè đó 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 ok rồi nhưng mà lúc này á thì cái 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 router query của mình nó, nó lần đầu router query nó vẫn là 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 undefined và nó có cái cái biến is vẫn là false cho nên là bạn sẽ thấy là cái chỗ này nó vẫn là no data nè sau đó là thêm một chút xíu nữa thêm một xíu nữa thì lúc này là cái router uh, query nó xuất hiện và cái is ready nó là bằng true thì lúc đó nó xuất hiện nó show thêm cái 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 form của mình cộng với là cái loading ha rồi phía sau là nó show xong hết thì khi nào có dữ liệu nó show lên thì các bạn thấy là uh, ban đầu á <laughs> uh, xem lại cho code lại chút xíu cho các bạn dễ hình dung một tí ha thì uh, ok thì đối với uh, ban đầu bên server á thì cái ngay chỗ này là loading nó sẽ bằng false rồi ha data thì lúc này nó đang là empty rồi thì uh, ngay chỗ này loading của mình bằng false mà nếu mà loading bằng false data mà empty thì đồng nghĩa là nó show no data này ha ok rồi ở khi mà nó render bên phía client lần đầu tiên thì lúc này là cái router query của mình nó undefined và đồng thời là cái is ready của cái router nó sẽ là bằng false mà router cái chỗ này bằng false tức là nó không enable mà nó không enable thì tức là nó chưa có trigger cái loading chỗ này tại nó nó chưa bắt đầu nó chưa start mà cái loading lúc này vẫn là là false cho nên lần đầu tiên nó vẫn là false và data vẫn là empty cho nên nó sẽ giống như bên phía phía server tức là vòng render đầu tiên sẽ giống như bên phía server đây server trả về một cái html a thằng client render lần đầu, đầu tiên đó là b và trong quá trình và trong trường hợp này của mình là a nó sẽ bằng bằng b à, bởi vì là nó có cùng là cái is uh, ready là bằng false router query là nó là unify luôn các bạn ha rồi sau đó là khi mà nó bạn thấy là khi mình nhảy qua chút xíu nữa nó render lần thứ hai nó trước cần một lần render khi mà cái cái query nó 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 nó, nó hoàn tất rồi á thì lúc này là nó bật cái is ready là bằng true và lúc này là cái router query mình có data ha Ok, nhưng mà mình mong muốn là tự nhiên mặc định mình mình show cái data thì thấy nó cũng không được hay lắm vì mình muốn là mặc định á là từ phía server với lần render đầu tiên là nó show cái loading luôn thì nó sẽ ok nó hợp lý hơn chứ tự mới vô show ra data, xong cái show loading xong rồi show lên cái dữ liệu thì nó thấy nó, chưa được hay lắm mình muốn là mới vào là mặc định là server trở về là cái loading luôn à như vậy là mình muốn làm show cái 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 base loading by default luôn từ bên phía server kể cả, cả lần render đầu tiên nó cũng như vậy ha rồi thì như vậy thì đồng nghĩa với việc là ngay chỗ này um, mình sẽ show loading khi mà một á, là router chưa ready hai á, là khi mà cái này nó loading như vậy đã có hai một trong hai điều kiện thỏa là được như vậy mình sẽ có cái router chấm is is ready nè thì nếu như mà cái router nó chưa ready á thì mình sẽ show loading đó thì lúc này là bên phía server thì router chưa ready render lần đầu tiên, router cũng chưa ready như vậy là kể cả, cả trên server, kể cả, cả lần render đầu tiên ở bên phía client thì nó đều có à nó show load đi. Ok. Rồi, thì mình sẽ thử lại ha. Uh, ok. Rồi mình sẽ xóa cái này. Thì các bạn sẽ tìm trong cái dấu mũi tên này nếu như các bạn không thấy chữ performance size ở đây ha. Rồi các bạn uh, mở rộng này ra chút xíu để cho các bạn thấy cái 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 header ở trên desktop á, uh, home works block gì đó. Rồi sau khi đó các bạn uh, reload lại cái base của mình chút xíu đi. Ok rồi sau đó các bạn bấm lại cái measure base lot này rồi, các bạn đợi xíu nó hơi delay bạn bấm các bạn phải đợi tới mấy giây sau bắt đầu nó mới chạy đó rồi, đợi xíu sau đó sẽ reload cái page của mình khi nào thấy nó lên dữ liệu thì mình bấm dừng lại sau đó nó sẽ phân tích rồi sau đó mình sẽ có kết quả ha kéo về lại từ cái thanh ngay chỗ mà xanh xanh này là nơi bắt đầu này đó rồi sau đó là nó sẽ thấy là before hydration ha thì lúc này kiểu như là bên client nó gọi lên lên trên server server sẽ trả cho mình phát team mail cds rồi, rồi download mấy cái javascript các kiểu rồi về ha thì uh, cho đến khi lúc này là dom content load tức là lúc này là cái dom nó cái, cái, team nó được xử lý xong rồi thì sau khi nó xử lý xong thì nó bắt đầu nó render lên trên giao diện thì lúc này bạn thấy là mặc định là nó đã có cái loading từ phía server nó trả về cho mình là nó có sẵn loading luôn rồi nè đó nhưng mà nó không có cái 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 cái, cái, cái ô search, <laughs> ô search của mình không thấy rồi mình đi tiếp thì nó nó đi qua tới cái quá trình hydration luôn nó cũng chưa có gì thay đổi ha. Mãi đến sau hydration, sau khi hydration hydration xong thì bắt đầu là render lần đầu các bạn sẽ thấy menu. Đó cái menu là là render lần đầu ha. Thì lúc này cái router query nó vẫn là, à, vẫn là vẫn là vẫn là fonts, router ready ấy, nó vẫn là fonts. Rồi đợi chút xíu nó router ready thì lúc này bạn thấy có xuất hiện của cái 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 form control thì uh, lúc này bạn thấy là từ cái lúc mà render lần đầu với render lần 2 á layout của mình nó hơi bị hơi nhảy nhảy một xíu là do cái 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 road mình render cái um, cái 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 ô sợ đó các bạn đó ngay chỗ này thì có cách nào mình xử lý được không tức là bây giờ cái menu coi như mình bỏ qua đi ha cái header coi như mình bỏ qua đi tại cái cái header mình mình render bên phía client rồi mình 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 xài chung luôn rồi thì bây giờ mình coi như mình chấp nhận cái hiệu header đi ha hoặc là thật ra mình có thể là xử lý một chút xíu bên đó cũng được nhưng mà mình từ từ, từ mình tính sau mình tính trên cái page của mình là ngay chỗ cái cái form này đó, cái form đầy đầy đầy, nó cứ nhảy bụp 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 bụp. Giữa là render lần đầu và render lần hai ha. Uh, render lần đầu nè, render lần đầu nè. Thì cái ready nó là false, render lần hai là ready bằng true. Như vậy bây giờ là <laughs> để xử lý chỗ này. Tức là render lần đầu á thay vì mình không render gì hết, thì bây giờ sẽ render một cái skeleton vô đấy, render một cái skeleton vô đấy. Để mình thay thế cho nó ha. Để layout của mình nó không bị nhảy. Rồi, um, nói chung với mấy cái này thì <laughs> mình làm thêm cho nó đẹp hơn các bạn. Yeah, ok. Uh, rồi skeleton thì uh, chỗ này mình sẽ có cái variant thì mình sẽ có ông thằng là rectangle. Um, về chiều cao của các kiểu thì các bạn sẽ dựa trên cái kích thước thật của ông thằng này. Thì mình cái inspect ông thần này thì các bạn sẽ thấy là <laughs> chiều cao của nó là 40. Nhưng mà nó sẽ còn có margin nữa, margin trên là uh, 16, margin dưới là 8 pixel. Thì mình sẽ thử ha. Ví dụ mình cho cái này là chiều cao là 40. Rồi mình sẽ có cái margin top là 2 margin bắt tâm là 1 là trên 16 dưới là 8. Ok, sau đó mình sẽ thử lại ha. Cũng là delete ông thằng này đi. Reload lại ông này một cái đi và chỉnh cho nó có được cái header trên desktop. Bấm Measure 5 lot thử ha. Tèn 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 ok mình đợi xíu nó lên dữ liệu ok rồi dừng ok mình check ha uhm, đây ok uh, hydration render lần đầu rồi từ khúc này ok uh, uh, bập đây các bạn thấy không nó uh, ban đầu nó sẽ là cái play sau này xong đổi sang này nhưng mà cái layout nó vẫn nhảy các bạn về kích thước thì nó có vẻ nó bằng ờ, nhưng mà có vẻ là nó bị vấn đề về cái margin ờ, cái margin của mình ha rồi để cấp để đi bớt thì là cách duy nhất bạn phải show lên hết thôi các bạn <laughs> chứ còn uh, đi để nhấp nháy chỗ này chết mình quá để mình xem thử thì đây nó có margin ờ, cái ông thần này thì mình cũng có margin trên dưới ờ, nhưng mà nó được bao bọc với hàng cha rồi thằng ở trên này thằng này thì cũng có margin, nhưng mà nó bị margin Mer collapse rồi các bạn, nó bị margin collapse này ha. Các bạn thấy là cái thằng work này, nè. cái thằng margin đó là nó margin xuống ngay sát luôn cái element luôn, ngay sát cái cái skeleton của mình. Còn thằng của mình là nó cũng có cái margin phía nó đẩy lên, nhưng mà do là hai cái thằng này nó đều là dạng uh, block, uh, cho nên là thằng thằng này là block, thằng này cũng là block và nó có margin top và margin uh, bottom thì nó bị dính một cái tình trạng là margin collapse tức là nó sẽ tính vô một cái chung một cái margin và nó lấy cái hàng margin lớn hơn thôi uhm, vậy cái thằng cái hàng này nó xử lý bằng cách nào uhm, thằng này chắc là sử dụng à này sử dụng inline flex nếu vậy á, thì mình ngay chỗ skeleton của mình á, mình cũng phải thay vì xài block thì mình phải dùng inline block ví dụ mình xài inline block uhm, nhưng mà inline thì mình phải thêm cái width vào một trăm phần trăm lúc này mình kiểm tra lại thử nè này. Uh, này lúc này mình thấy là cái cái thằng ở trên nó sẽ cắt thằng dưới một một đoạn nữa tại vì lúc này là thằng ở dưới nó mình 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 cho nó là inline block rồi à, chứ nó không phải dạng block nữa thì lúc này là nó sẽ nó sẽ vẫn nó, vẫn nó vẫn nó vẫn tính luôn cái cái margin của thằng inline block của mình ha nó không có bị dính cái vụ mà margin collapse nữa um, thành ra như vậy ngay chỗ này của mình thì mình sẽ cho thêm cái um, display là inline uh, block và cái um, cái 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 width ha cái uh, dạ cái width của mình nó sẽ là một trăm phần trăm một phần trăm rồi sau đó mình copy cái mớ này mình bỏ vô lại ngay chỗ này ok thì lúc này mình expect là nó phải nó works ok rồi đó à, quay lại cái performance inside của mình chút xíu nè ừ, à, xóa hơn cũ đi rồi bây giờ mình measure lại <laughs> hy vọng lần này works. <laughs> à, nói chung chỉnh mấy cái này cũng vui nhưng mà quá trình mình tìm được những thứ này mình cũng hiểu hơn về cái cách mà cái web của mình nó chạy, code của mình nó hoạt động như thế nào thì cũng cũng khá là vui ha. không biết các bạn thì nghĩ sao nhưng mà đối với mình thì mình cảm giác như là mỗi lần mà mò ra được mấy cái vụ này mình hiểu được cách nó chạy như nào bên dưới cảm giác khá là vui, khá là thú vị ha. rồi à, lúc đầu là bạn thấy là nó sẽ show cái 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 play folder rồi đúng không? Uh, first render nè first đây là first render sau đó là nó các bạn thấy là uh, ở trên là đúng rồi đó còn ở dưới thôi đó ở dưới là nó còn hơi nháy nháy chút xíu nữa thôi <laughs> uh, có vẻ là cái 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 cái, cái mà trinh ở dưới nó của mình nó hơi nhiều thôi còn cái 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 thật sự thì nó ít hơn xíu mà trên bát tâm của mình là một cái một trăm phần trăm block không biết còn dính thêm cái gì không Ờ uh, ok để mình chắc lại thử thêm một lần nữa nhưng mà đại loại cái cái ý chính là nó nó là như vậy các bạn ha thì như vậy là lúc này là cái các bạn sẽ thấy là ngay ngay từ lúc cái server nó trả về cho mình á là đó là lúc nào nó cũng sẽ ở cái trạng thái là loading sẵn sau đó là nó sẽ nó sẽ đi qua tiếp luôn từ render lần đầu nó cũng như vậy rồi xong rồi cho đến khi nào nó phát xong dữ liệu hết thì nó show lên Ok, thì nó sẽ mượt hơn và nó sẽ không có tình trạng là lúc đầu show no data, sau đó show loading, rồi xong rồi show dữ liệu ha cool, ngon lành à, Còn cái chỗ này các bạn check rồi chỉnh cho mình thêm xíu nha à, Mà ID là nó như vậy đó các bạn, à, mình chỉnh thêm tí nữa thôi Ok Rồi um, Như vậy là trong cái video này thì mình các bạn sẽ biết thêm cái tool đó là Performance Insights um, Rồi các bạn lưu ý luôn cái process của mình ha Nó là lần đầu tiên là show cái uh, HTML mặc định từ phía server rồi render bên phía lan lần đầu, render bên sau đó là render lần thứ hai, đó, cái kiểu giống vậy. Ha, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha